Những bữa cơm không được trọn vẹn, những điều ước nhỏ nhoi cũng còn xa vời, những mảnh đời còn đầy ắp những khó khăn bởi gia đình thiếu đi hình bóng người cha, người mẹ. Với tấm lòng yêu thương và mong muốn được chở che cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh nghèo khó, mái ấm gia đình Việt đã bắt đầu chuyến hành trình của mình trở thành nơi những câu chuyện được chia sẻ. Không có cái gì quý giá hơn bằng có mẹ. Con rất là buồn. Con nghĩ là mẹ chỉ là mẹ thử con, là mẹ chỉ là mẹ giả vờ để con sau đấy con cố gắng học tập, xong rồi mẹ sẽ quay lại, xong rồi mẹ bảo con là làm tốt lắm. Nhưng mà đến bây giờ thì mẹ vẫn chưa quay lại. Buổi sáng con đi học thì con thấy ngoại không nấu cơm, không nấu gì bởi vì ngoại hết tiền. Nên con đi học con đói quá, thấy mấy bạn ăn con cũng ngồi im. Mẹ con bỏ đi lấy gì khác. Con thấy rất buồn vì các bạn có bố mẹ đưa đón, còn con thì không. Con nghĩ mẹ không cần con nữa. Con lo lắng nhất là mỗi lần mẹ bị đau ngực khó thở là không biết là có ai mang nước cho mẹ hay là bên cạnh xoa bóp tay chân cho mẹ. Chị đang sợ bệnh, chị không nuôi được con này lớn. Chị mới nước mắt rơi thôi. Chị bình tĩnh đi, sẽ có cách để chúng ta giải quyết, sẽ có cách để chúng ta lau khô những giọt nước mắt này. Con gái, con học ở đâu? Con học ở trường Trung học phổ thông Lộc Bình, Lạng Sơn ạ. Học xa nhà không con? Xa. Có ạ. Bao nhiêu cây? 28 cây ạ. Vậy thì đi về bằng gì? Con đi bộ ạ. Trời ơi. 28 cây. Thỉnh thoảng về đi nhờ bạn. 28 về. Cây mà con đi bộ à? Vâng ạ. Con đi bao lâu rồi? Con đi được khoảng 2 năm rồi ạ. Trời ơi. Kiểu như là khi mà các con chia sẻ là em cũng nhớ cái tuổi thơ của em. Kiểu có lúc là sẽ không có tiền để mà đi về luôn. Đi bộ về em cảm thấy rất là tủi thân. Nên các con kể mà em cảm thấy xúc động. Và ngày hôm nay hy vọng là có thể chơi thật là tốt để mà có thể giúp đỡ gia đình. Nơi nụ cười thay nỗi buồn và nước mắt. 3 2 1 nước. Ăn từ từ, ngán uống nước vô hả Bình Di? Uống nước vô, bình tĩnh, còn thời gian nhiều. Cái thứ hai rồi đúng không? Hờ Hen đã từng tập quân sự nên là bò rất là nhanh. Quá dữ luôn. Cố lên. 2, 4, 6. Cứ một quả bóng là mình đem một viên gạch lên nha. Wow. Đấy, hấp dẫn chỗ này nào. Wow, 3. Cái đưa đi con. Bên kia đem gạch, bên đây tân bóng. 4. Bên cạnh sự hỗ trợ của các nghệ sĩ, niềm vui còn đến từ các đối tác, khách hàng của tập đoàn Hoa Sen với mong muốn có thêm chi phí hỗ trợ cho các em trang trải cuộc sống. Không bị sai luôn. Ngã cái tay thôi con. Hết giờ. Ăn luôn 3 triệu nữa. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu.
nơi điều ước trở thành hiện thực. Ba đứa con ngày hôm nay, mỗi đứa sẽ nhận được chiếc xe đạp của bác Lê Phước Vũ. Đó là ước mơ đã thành hiện thực rồi, vui không? Dạ vui, dạ con cảm ơn bác Lê Phước Vũ. Trời ơi, thấy thương không? Hôm qua rất là giá trị, nó sẽ đồng hành với các con trên con đường tới trường đầy gian nan thử thách. Chú Quỳnh Linh sẽ thực hiện ước mơ của Khoa là sẽ làm lại cái ngôi mộ, một cái mái che cho ngôi mộ của mẹ con với cậu con để cho con yên tâm học tập. Hai người nữa, Hoa Sen với bên thợ sẽ thi công xong cái mái này. Xong rồi mình để tròn ước nguyện của gia đình ha. Vui không con? Vui rồi. Nhà con bị nứt dột đấy ạ. Con muốn có mái tôn để che mưa, che nắng cho hai em con có chỗ ở với học hành ạ. Mái tôn chú Quỳ Linh lo, được chưa? Sẽ lo cho mái tôn lại hết, để cho không có mưa dột nữa, để ngôi nhà nó ấm áp hơn. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Hoàn cảnh là bà rất là khó khăn, không nhà, không cửa. Bây giờ chương trình đó là hỗ trợ đang xin miếng đất để làm cho nhà, cái nhà. Thì hôm trước bà cũng nhận được 80 mấy triệu rồi. Thì bé này là một trong những thành viên gia đình mà đang bị, thì mình kiểm tra con đó làm sao. Dạ. Nè, giờ cho con đi ấy đi. Dạ. Thôi cho nó khám bệnh. Con cảm ơn chú luôn. Nơi khởi nguồn niềm hạnh phúc chưa từng có. Trời đất. 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 hay là số 10? 10. Nào. 10. Yên Bái hôm nay đẹp không? Yên Bái mát không? Yên Bái hôm nay nhiều tiền không? Nhiều tiền, rút số 6. Wow. 60 triệu đồng. Yên Bái. Số 70 triệu đồng. Gia đình có 80 triệu đồng. 88 triệu đồng cho ngày hôm nay, tuyệt vời. Số tiền này ngoài mua con trâu ra, mình làm cái sổ tiết kiệm khoảng 50 triệu. Để đó cho mạnh, dịch giùm Linh đi. Dịch tiếng Việt ra tiếng Việt đi. Rồi, còn tiền còn lại mua con trâu. Hiểu không? Hôm nay gia đình ta có trên 100 triệu. Có rất nhiều các đối tác của tập đoàn Hoa Sen đến trao các phần quà cho các em nhỏ. Anh Thanh anh tặng cho Tuyền 5 triệu, Tâm 5 triệu. Linh thay mặt cho anh Thanh gửi tặng cho bà thêm một số kinh phí nữa, 10 triệu đồng. Em xin được phép hỗ trợ cho mỗi gia đình 20 triệu nữa. Thì em sẽ dành cái phần tiền riêng của em 50 triệu dành cho gia đình. Mỗi gia đình em sẽ tặng cho các cháu một chiếc laptop ạ. Wow. Em muốn tài trợ cho cả ba em được đi học từ giờ đến hết lớp 12 là mỗi em 30 triệu ạ. Con sẽ gửi tặng cho ba gia đình của mình là 150 triệu. Chị Diệp Lâm Anh gửi tặng cho 150 triệu cho ba gia đình ngày mai nữa. Tôi sớm như đóa hoa này, tôi ngã thương thơm cho đời. Sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Đầu từ tháng 10 năm 2022, đến nay, mái ấm gia đình Việt đã trải qua hành trình gần 2 năm thực hiện sứ mệnh, mang đến những giá trị yêu thương. Chương trình đã đi qua 36 tỉnh thành trên cả nước và giúp đỡ 285 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được đến trường. Cùng với sự đồng hành của tập đoàn Hoa Sen,
chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt xây đắp hành trang tương lai cho các em thông qua số tiền hỗ trợ gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, góp thêm phần sức mạnh cho chúng tôi là sự chung tay của 190 nghệ sĩ cùng các mạnh thường quân và quý khán giả đã luôn yêu thương và chung tay tiếp sức cho các em trên con đường chinh phục con chữ, trưởng thành cùng ước mơ của mình với số tiền đóng góp hơn 3 tỷ đồng. Chương trình đã tạo được một hiệu ứng truyền thông rầm rộ. Tất cả khán giả ở mọi vùng miền trong và ngoài nước, ở mọi lứa tuổi đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình thông qua những con số truyền thông ấn tượng. Facebook 53 triệu lượt tiếp cận, 101 triệu lượt xem, YouTube 110 triệu lượt xem, TikTok 885 triệu lượt xem, 886 triệu lượt xem với hashtag Mái Ấm Gia Đình Việt. Bên cạnh đó có hơn 5.000 bài báo nhắc đến chương trình. Điều chúng tôi vô cùng tự hào đó là với thông điệp ý nghĩa về cộng đồng, truyền tải thành công những giá trị về nhân văn cũng như cách thức tổ chức độc đáo mới lạ, tạo nên được hiệu ứng tốt trong xã hội. Chương trình đã vinh dự nhận được giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023. Xin được chúc mừng giải thưởng thương hiệu có hoạt động xã hội ý nghĩa thuộc về tác phẩm Mái Ấm Gia Đình Việt của đơn vị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Và ngay bây giờ thì đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cùng với nghệ sĩ Quyền Linh đã tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. Và thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để chúc mừng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen với tác phẩm Mái Ấm Gia Đình Việt. Giải nhì hạng mục quảng cáo truyền thông tích hợp với hạng mục giải thưởng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giải thương hiệu có hoạt động xã hội ý nghĩa với hạng mục giải thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt có vinh dự xuất hiện tại nhiều hạng mục đề cử của những giải thưởng lớn như hạng mục dự án của giải thưởng hành động vì cộng đồng Human of Rights 2023, top 3 đề cử giải Mai Vàng tại hạng mục nền tảng số và truyền hình. Tất cả những giải thưởng, những đề cử danh giá trên là món quà ý nghĩa, động lực to lớn cho ekip thực hiện chương trình, nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen. Điều này như tạo thêm động lực, niềm tin giúp chương trình tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn để giúp các em nhỏ viết tiếp ước mơ của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.